Chào các bạn, trong những video trước đó, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà giảm cái điện áp của một cái bo nguồn LED driver bất kỳ. Những video đó thì mình nhận được những cái phản hồi khá tích cực. Thì trong video này mình sẽ chỉ bạn cái tuyệt chiêu để mà giảm cái cường độ dòng điện của nguồn LED driver. Thì đây là cái câu hỏi mà có rất nhiều bạn đã hỏi mình cái cách để mà mình tăng giảm cái cường độ dòng điện của nguồn LED driver. Như các bạn cũng đã biết á, đây là một cái bo nguồn LED driver thông thường ha. Thì trên cái mạch nguồn này á, nó có cái con IC nguồn LED driver là cái con IC chính của nó. Thì mạch nguồn LED driver của mình nó thuộc loại là nguồn dòng. Cái dòng điện ngõ ra của mình á, nó sẽ không đổi ha. Còn điện áp ra nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào tải và phụ thuộc vào cái số lượng chip LED. Có nghĩa là cái số lượng chip LED của mình á, càng nhiều á, thì sụp áp trên tải cũng nhiều, cũng tăng theo ha, nó thay đổi theo. Thì tải ở đây của mình là một cái thanh LED hoặc là vỉ LED hoặc dây LED. Ở đây là một cái vỉ LED của... dành cho cái đèn notebook ha. Còn đây là cái dây LED, nó có thể dùng trong các đèn LED âm trần hoặc là đèn tiếp LED T8. Còn đây là một cái thanh LED. Thì những thanh LED này á, nó nằm trong đèn tiếp LED T8 ha. Thì nó được gọi chung là tải. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng, một số bạn có ý định muốn tăng cái cường độ dòng điện hoặc là giảm cái cường độ dòng điện. Với mục đích ở đây á, là có thể tăng giảm cường độ dòng điện để làm cái đèn LED của mình á, nó sáng hơn ha. Trong trường hợp mà mình muốn tăng cường độ dòng điện, hoặc là mình muốn giảm cường độ dòng điện để cho cái chip LED của mình á, nó ít bị nóng, bị cháy. Tại vì cái cường độ dòng điện càng lớn á, thì cái chip LED của mình dễ bị cháy, bị đứt ha. Nhiệt nó tỏa ra nhiều nữa. Thì một số bạn muốn giảm cái cường độ dòng điện này xuống để làm cái chip LED này nó ổn bền hơn và nó mát hơn, nó ít bị cháy hơn. Thì tùy theo mục đích của mình á, thì mình có thể xem cái video này mà mình có cách để mà mình tăng giảm cái cường độ dòng điện của nguồn LED driver theo ý muốn của mình. Đối với một cái bo nguồn LED driver á, cái con IC chính, IC chủ đạo của nó chính là cái con IC nguồn. Thì nó sẽ có rất nhiều cái loại và cái mã số của IC khác nhau. Đây là cái chân số 4 cấp nguồn ha, có nhiều loại lắm. Một số cái IC khác như HHA, còn cái con BB2866 nè, cấp nguồn của nó là cái chân số 4 nối lên B cộng, điện áp 69 lưu. Còn một số cái con như CL1502 á, cái điện áp của nó sẽ qua hai con điện trở mồi R1, R2 ha, gây sụp áp hoặc nó cấp vô chân số 4 của IC. Thì nói tóm lại, trên thị trường có rất nhiều loại IC và cùng mã số khác nhau. Một số IC tương đối lạ đối với chúng ta, nó không có những cái ký hiệu như vậy, mà nó ra như cái con 71NL nè, 6M5RD. Mình giả sử đi, như cái con IC này thì số chân của nó cũng là 8 chân, nhưng mà cái cách bố trí của các chân nó khác ha. Chẳng hạn như những cái con IC này á, chân số 4 của nó, thông dụng của nó là chân VCC ha. Chân số 5 của nó là cực D. Chân số 8 là chân CS của MOSFET tích hợp nằm trong con IC nguồn này. Còn đối với những IC có mã số khác thì cái cấu tạo chân cũng tương tự. Tuy nhiên cái vị trí mà bố trí các chân linh kiện á, nó sẽ khác ha. Như giả sử cái con 71NL này á, thì cái chân CS của mình nó nằm ở vị trí số 3, chứ nó không có nằm ở vị trí số 8 như trong những cái mạch mà
nguồn led driver mình đã từng vẽ. Đây là một mạch đơn giản nhất nha. Cái chân số 8 của mình là chân CS. Nó sẽ nối vào hai cái con điện trở mồi, điện trở RCS1 và RCS2. Còn chân 5, chân 6 của mình là D của MOSFET. Như vậy á, trong video này á, cái mục đích của mình là gì? Mình muốn tăng giảm cái cường độ dòng điện của nguồn led driver với một cái phương pháp là các bạn cần quan sát cho mình trên bo. Mình sẽ tìm cái cặp chở RCS1 và RCS2 của con IC nguồn led driver. Thì nó cái hai con này á, nó nằm bên cái chân CS của con IC nguồn led driver. Với cái cặp chở RCS1 và RCS2 này, nó song song với nhau. Nó có chức năng cực kỳ quan trọng và lợi hại trong cái mạch nguồn led driver của mình. Cụ thể ở đây nó sẽ làm cho cái con IC của mình á, nó dẫn mạnh dẫn yếu ha. Nó sẽ làm tăng hoặc giảm cái cường độ dòng điện ảo ra của nguồn led driver. Đây, mình giả sử các bạn nhìn trên bo mạch nguồn led driver nè, mình khoan cần xem cái mã số, mình chỉ cần xác định được hai cái con điện trở RCS1 và RCS2 thì nó nằm trong cái chân CS của cái con IC nguồn led driver. Như ví dụ cái con BB2866 này á, các bạn tìm ra cái chân CS của nó là cái chân số 8. Thì mình quan sát trên bo mạch cái chân số 8 của mình nằm đâu thì nó sẽ có hai con điện trở RCS1 và RCS2 nó mắc song song với nhau ha. Các bạn có thể nhìn trực tiếp trên bo hoặc là mình dùng đồng hồ VOM á, mình đo thông mạch ra coi nó nối vào trên cái chân nào. Đối với hai con trở này thì hai con trở này có chỉ số khá nhỏ ha. Một số IC khác á thì cái chân CS và chân D của mình đó nó sẽ đảo chiều cho nhau. Giả sử đi mình có cái con BB8628C thì thay vì bình thường á cái chân CS của nó được bố trí chân số 8 thì đây cái chân số CS của nó sẽ là cái chân số 5, số 6 ha. Hai chân này nối chung với nhau và nối vào cái cặp chở RCS1, RCS2. Còn chân số 8 của mình là chân D ha. Thì nói chung các bạn tra datasheet, các bạn xem được cái sơ đồ chân của nó. Hoặc là mình không cần tìm ra tra datasheet mà mình quan sát trên bo, mình nhìn thấy cái cặp chở nào mắc song song mà có chỉ số khá nhỏ nối vào một cái chân của IC thông thường thì nó là cái chân CS của cái con MOSFET tích hợp nằm bên trong IC nguồn led driver. Thì đó là hai con chở đó mắc song song với nhau, đó là con chở RCS1 và RCS2. Đối với hai con chở mắc song song với nhau thì các bạn có thể tính được cái con điện trở tương đương của nó. Như ở đây cái công thức tính của mình á là 1 trên R tương đương sẽ bằng 1 chia RCS1 cộng 1 chia RCS2. Còn mắc nối tiếp á thì mình nó không có, nó là R tương đương sẽ bằng RCS1 cộng RCS2 ha. Còn cái đây là hai con chở này mắc song song với nhau thì nó theo công thức này. Ở đây mình suy ra cái đường chở tương đương của mình đó sẽ bằng RCS1 nhân RCS2 và chia cho tổng RCS1 cộng RCS2. Đây là cái công thức vật lý ha, các bạn học ở phổ thông đó, các bạn đều biết cái công thức này. Hoặc các bạn không biết, các bạn thả lên Google các bạn search ra cái công thức tính điện chở tương đương của hai con chở mắc song song với nhau. Đó là cái phần lý thuyết mình nói về phần 1. Còn sau đây là phần 2, phần thực hành. Thứ nhất,
mình nói sơ qua về cái cách đọc tên và cái chỉ số của điện trở giãn HFD. Thì trên linh kiện của cái bo nguồn led driver này á, đa phần nó dùng những cái con trở giãn ha. Thì các bạn nhìn thấy trên đây á, nó sẽ ghi có loại 3 chữ số, có loại 4 chữ số và có loại vừa chữ vừa số. Ở đây mình giả sử các bạn đọc giá trị là 220, có nghĩa là hai số đầu là chỉ số của nó, số thứ ba là cái 10 một mũ ha. Ở đây mình có 22 nè, nhân 10 mũ 0 nè, 10 mũ 0 là 1, là có nghĩa là 22 ohm. Còn đối với những con chở mà có 4 số thì ba số đầu của nó là giá trị 200. Số thứ tư là số 10 mũ. Ở đây 10 số 1 và 10 mũ 1 là 10. Vậy nó sẽ bằng 2000 ohm, có nghĩa là bằng 2 kilo ohm. Còn đối với những con chở mà nó có vừa số vừa chữ á, như ở đây mình giả sử mình có cái con chở 3R3 thì R ở đây dấu phẩy ha, có nghĩa là 3,3 ohm ha. 10R0 là bằng 10,0 ohm. Rồi, mình sẽ thực hành trên cái bo nguồn led driver này để cho các bạn thấy cái cách để mà mình giảm cái cường độ dòng điện xuống. Thì một số bạn á làm nhiều chiêu, các bạn có thể gắn điện trở hạn dầu, khi nó cháy nổ rồi nó không còn hiệu quả bằng cái cách của mình làm trong video này. Các bạn quan sát chân CS của cái con IC nguồn led driver trước và sau khi mình đã thay đổi cái giá trị. Như trên bo mạch này, mình quan sát thấy cái con RCS1 và RCS2 của mình đó, nó mắc song song với nhau. RCS1 thì nó có giá trị là 1R60, có nghĩa là 1,60 ohm. RCS2 cũng tương tự, 1R60, có nghĩa là 1,60 ohm luôn. Thì đây, hai con chở này mắc song song nhau, mình có thể tính cái con điện trở tương đương của nó. Mình lấy là tích chia tổng, có nghĩa là 1,6 nè, mình nhân với 1,6 mà chia tổng của 1,6 là 3,2 ha. Thì mình ra cái giá trị là 0,8 ohm, có nghĩa là điện trở tương đương mắc vào chân CS của con IC. Mình sẽ nốt ở đây là 0,8 ohm. Rồi tiếp theo đây, mình sẽ có cặp chở ở đây, có hai con chở, nó ghi giá trị là một con 1R30 và 10R0. Mình sẽ thay cái cặp chở nguyên thủy của cái bo nguồn led driver này bằng cái cặp chở này. Thì mình quy ra giá trị ohm của nó là 1R30 sẽ bằng 1,30 ohm ha. Còn RCS2 của mình đó là 10R0, có nghĩa là 10 ohm. Thì tính ra được điện trở tương đương của nó. Đó, ở đây mình sẽ có 1,3 nhân với 10 là 13 luôn nha. Mà mình chia cho cái giá trị của mình là 1,3 cộng 10, có nghĩa là 11,3. Mình ra được cái giá trị R tương đương sẽ bằng 1,15 ohm. Đây, điện trở tương đương lúc đầu và điện trở tương đương
sau khi mình ta thay ha, mình sẽ xem cái giá trị cường độ dòng điện nó thay đổi như thế nào, có tăng hay giảm so với lúc đầu ha. Với cái bo nguồn led driver này á, mình sẽ dùng một cái phích cắm và một cái đầu nối nhanh ha. Hai cái chân này chân AC thì mình nối vào cái phích cắm, nối vào nguồn 220V. Mình sẽ dùng thêm một cái đầu nối nhanh nữa. Mình kẹp hai chân VOUT ngõ ra của nguồn led driver. Thì hai chân này á, sẽ nối vào một cái vỉ led hoặc thanh led hoặc dây led. Để mà đo điện áp không tải và cái cường độ dòng điện không tải á, mình chỉnh thang đo điện áp trước, chỉnh 1000V DC. Quay đen thì mình kẹp vô chân âm của nguồn, quay dương mình cập vào chân đỏ, chân dương ha. Đây là cái nguồn led driver trước khi mình thay cái cặp chở 1R30 và 10R0. Rồi mình sẽ cấp nguồn vô, mình đo điện áp trước. Cái trị điện áp của mình đo được không tải là 311V DC. VOUT không tải. Tiếp theo đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện không tải, vì led driver là nguồn dòng ha. Mình chuyển sang cổng com trước, chuyển qua thang đo 10A, đo cái giá trị cường độ dòng điện ngõ ra nguồn led driver ở chế độ không tải. Đây, cái giá trị của mình là 0.22A, có nghĩa là 220mA khi không tải. 0.22A. Đó, mình được giá trị 220mA. Đây là trước khi mình thay cái cặp chở RZ1 và RZ2 nha, để mình giảm cường độ dòng điện xuống nha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thay thế cái chân RCS bằng cái cặp chở mình mới ghi giá trị hôm nãy. Mình tiến hành mình tắt nguồn ha. Rồi mình dùng khò, mình sẽ lấy cái con chở này ra và mình thay bằng cái cặp chở này vô. Sau khi mình tháo ra để an toàn á, mình dùng cái tua bít ha, mình chấm vào cái chân cộng trừ của cái tụ này cho nó xả điện. Trường hợp mà tích còn tích điện á, nó nạp điện á, thì mình chấm vô đây cho nó xả điện. Như vậy là xong. Mình sẽ tiến hành mình thay cái cặp chở này. Ở đây á, mình dùng cái mỏ hàng mình xả hai dây ra luôn nha. Tại vì con chở này á, nó nằm gần cái dây đi. Khi mình khò vô á, sợ nó quéo cái dây này ha. Mình tiến hành mình xả cái dây ra luôn.
Đó, mình tìm ra hai cái con chó có cái chỉ số là 1R60 ha. Thì nó nằm chân CS của con IC nguồn này. Rồi mình tiến hành mình bật cái khò lên để mình thay thế. Mình xác định được vị trí hai con chở này nằm ở đây. Mình sẽ tiến hành mình thay nó bằng cái con chở 1R30 và 10R0. Cặp chở này thay thế vô đây. Nói chung thay cũng dễ ha. Rồi, mình chấm cho nó một ít mỡ hàn để cho dễ tháo, dễ lấy. Ở đây là cái thao tác mình tháo hai con chở ra. Ở nhà các bạn có cái khò mình làm cực dễ luôn nha, khò chút xíu là ra. Đó, dùng nhíp mình gấp ra thôi. Đây là vị trí cái bo nguồn led driver của mình. Đó, mình tháo hai con chở này ra. Rồi mình sẽ gắn hai con chở 1R30 và 10R0. Hai con chở này á, các bạn không cần phải gắn trước gắn sau ha. Tại vì hai con chở này mắc song song với nhau á, mình gắn con nào trước cũng được, không vấn đề gì cả. Bất kỳ vị trí nào cũng được. Thì miễn sao á, cái giá trị R tương đương của mình á, nó sẽ ra là 1,15 ohm đối với tổng hai con chở RZ 1 và RZ 2 mắc song song với nhau. Và mình gấp từng con mình hàng vô trên bo mạch. Mình chỉ cần đặt vị trí, đúng vị trí. Rồi nhờ cái mở hàng hôm nãy hay nhựa thông á, nó sẽ tự tìm cái chân nó hàng dính vô cho mình. Đá chân chút xíu ha. Rồi, mình có cái khò mình làm khá nhanh chóng. Mình sẽ tắt cái máy khò đi và mình để cho nguội xíu. Đó, hai con chở này mình vừa thay vô. Nó có giá trị là 1R30 ha và 10R0. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hàn lại hai chân AC và mình cấp nguồn vô, mình sẽ đo lại cái cường độ điện á, nó tăng giảm như thế nào á. Rồi mình tiến hành mình cấp nguồn. Mình tiếp tục dùng một cái phích cắm và cái đồ nối nhanh. Ở đây nhân tiện á, mình sẽ đã đo cái cường độ dòng điện không tải trước nha. Nó còn giá trị bao nhiêu à.
Đó, mình dùng một cái phích cắm, mình cấp nguồn vô, mình sẽ đo cái cường độ dòng điện không tải của nguồn led driver. Ở đây giá trị của mình đo được là 0.15A, tức là nó đã giảm so với lúc đầu 150mA ha. Đây là giá trị không tải 0.22A trước khi mình thay đổi cái cặp chở RZ1 và RZ2. Sau đó mình đã có được giá trị Y không tải của mình là 0.15A. Vậy là lúc trước nó sẽ lớn hơn lúc sau. Đây là cách để mình giảm cái cường độ dòng điện của nguồn led driver. Lúc đầu nó lớn hơn lúc sau. Thì tiếp đây mình sẽ đo cái VOUT không tải nó có thay đổi gì không sau khi mình thay cái cặp chở RZ1 và RZ2. Mình tắt nguồn, mình chuyển và cái thang đo DC 1000V. Rồi mình bật nguồn lại. Đó, cái giá trị lúc đầu của mình cũng là 311V. Sau khi mình thay cặp chở thì nó cũng ra giá trị tương đương khoảng 32V. Nói chung là điện áp của mình không thay đổi ha. Hai cái này tương đương bằng nhau. Duy chỉ có cái cường độ dòng điện nó đã thay đổi khá lớn. Ở đây là lúc đầu 0.22A mà nó giảm xuống còn là 0.15A ha. Sau đây mình sẽ tiến hành mình lắp tải vô để mình kiểm tra thử coi. Đo cái cường độ dòng điện luôn. Đây mình đo cường độ dòng điện có tải nha. Mình sẽ test bằng cái bóng đèn tiếp led T8. Cái thanh led này á, nó có hai chân cộng trừ ha. Thì mình sẽ tiến hành mình nối dây và mình kết nối với cái đồng hồ đo. Ở đây mình sẽ vẽ ra cái sơ đồ kết nối cho các bạn nào mà chưa biết kết nối ha. Thì đây là nguồn led driver mình sẽ mắc nối tiếp cái đồng hồ VOM, mình đo chế độ ampere và nối vào cái vĩ led này, cái cộng nè của nguồn led driver nối vào cái que đỏ của VOM chân dương ha. Còn chân âm của VOM sẽ nối tiếp vào cực dương của cái dãy led này, còn âm của dãy led này á sẽ nối chung với nguồn led driver, thì dòng nó đi từ dương này qua đồng hồ VOM, qua led và về âm. Đây, một cái thanh led như thế này á nó sẽ có hai đầu âm dương ha. Mình lấy một sợi dây điện, mình hàn vô chân dương của nó. Còn chân âm nguồn led driver
mình sẽ nối vào âm của nguồn với âm thanh led. Ở đây chân âm của nguồn nè, mình tách ra, mình hàn vào âm của thanh led luôn. Khá dễ ha. Còn chân dương của cái thanh led này á, mình nối vào âm của amp kế là xong. Đây. Mình quan sát cẩn thận nha, đừng để cho mấy chân này nó chạm nhau là được. Đây mình tiến hành mình cấp nguồn, rồi mình đo thử cái cường độ dòng điện có tải như thế nào. Đây mình tiếp tục mình dùng cái ổ cắm mình cắm vô. Bật nguồn lên. Các bạn quan sát nè. Đó. Yêu cầu để nó sáng ha. Và cái cường độ dòng điện của mình đó, ở đây nó nhích thêm một xíu ha. Nó cũng tầm là 0.16A. Như vậy so với lúc đầu, nó đã giảm đi khá nhiều. Đó, y có tải của mình nó cũng sấp xỉ tương đương với y không tải của mình ha. Tại vì đây là nguồn led driver, là loại nguồn dòng. Vì vậy trước khi mình thay cái cặp chở RCS1 và RCS2 á, thì cái giá dòng của mình khá cao ha. Còn sau khi mình thay thì dòng nó sẽ giảm xuống khá thấp với mức yêu cầu của mình. Ở đây mình tính cụ thể ra là được 70mA, tại vì này 220 nè, 220mA, có này 150mA, và tính ra nó giảm đi 70mA, cái này khá đáng kể. Đây là tuyệt chiêu để giảm cái cường độ dòng điện nguồn led driver xuống bằng cách thay đổi cái giá trị cặp chở RCS1 và RCS2. Nếu mà mình muốn giảm cái cường độ dòng điện thì mình căn cứ vào cái điện trở tương đương lúc đầu nè, mình sẽ tăng cái điện trở tương đương lên thì y của mình đó, nó tỷ lệ nghịch ha, nó sẽ giảm xuống. Còn mình muốn tăng cái cường độ dòng điện lên á, thì mình cái mức chuẩn của nó là 0.8 ohm á, thì mình sẽ giảm. Mình tính toán làm sao R tương đương của mình dưới cái mức 0.8 ohm này là cái y của mình đó, nó sẽ tăng hơn ha, nó sẽ lớn hơn giá trị 0.22A. thì nói chung các bạn có thể thử nghiệm đến một mức nào đó thôi. Đây là cái cách cực kỳ hữu hiệu và hiệu quả để mình tăng giảm cái cường độ dòng điện ha. Rồi, và là như quý video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái tuyệt chiêu tăng giảm cường độ dòng điện của nguồn led driver bằng cái cách mà mình thay đổi cái chỉ số RCS1 và RCS2 khá hiệu quả, không ảnh hưởng gì đến mạch. Mình chỉ cần thay đổi cặp chở này thôi, không mắc thêm, mắc nối tiếp song song gì cái con chở ở ngoài, mạch hoạt động khá ổn định ha. Đây là một số cái thông số mình đã thí nghiệm và thực hành thành công, giảm được cái giá trị của nó lúc so với lúc đầu là 70mA. Các bạn có thể áp dụng cái cách này để mình tăng hoặc giảm cái cường độ dòng điện ngõ ra của nguồn led driver.
Vậy là video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.